Đại diện Việt Nam bị cắt nát quốc phục trước chung kết Miss Asian 2018 chỉ vài tiếng. Người đẹp Trí Nguyễn là nạn nhân mới nhất của thói xấu ném đá giấu tay khi quốc phục của cô bị cắt nát tại Miss Asian 2018. Chỉ còn ít giờ nữa, đêm chung kết Miss Asian Hậu Châu Á Thế giới 2018 sẽ chính thức diễn ra. Dù không phải là gương mặt khá quen thuộc với khán giả quê nhà, song Trần Sài, Trí Nguyễn đại diện Việt Nam vẫn đang nhận được nhiều ủng hộ cho đêm thi quan trọng. Theo đó, sáng 29 tháng 6, Trí Nguyễn cùng các thí sinh đã đến sân khấu chung kết để tổng duyệt lần cuối. Chỉ còn vài tiếng trước khi đêm thi chính thức bắt đầu, các người đẹp được di chuyển về khách sạn để chuẩn bị trang phục trình diễn. Đáng chú ý, khi sắp xếp trang phục thì đại diện Việt Nam bất ngờ phát hiện ra quốc phục khổng tước nặng 20kg mà cô cắt công đem sang Liên Bang đã bị cắt nát. Nhìn quốc phục chỉ còn lại dư âm của mớ rẻ, Trí Nguyễn bàng hoàng bật khóc nức nở. Được biết, trình diễn quốc phục là phần thi phụ rất quan trọng trong đêm chung kết. Đặc biệt, quốc phục cũng là trang phục được quy định mặc trong khoảnh khắc trao giải. Do bị kẻ xấu hãm hại, đại diện Việt Nam không thể tham gia vào phần thi quốc phục cũng như mặc nó trong phần công bố kết quả. Dù rất sốc và buồn bã, tuy nhiên nhờ sự động viên của ban tổ chức và các thí sinh, Trí Nguyễn đã vực dậy được tinh thần cho đêm thi quan trọng. Hiện tại, màn ném đá giấu tay của nhân vật trong bóng tối với Trí Nguyễn đang khiến các fan sắc đẹp vô cùng phẫn nộ. Trước nay, việc thí sinh tại các đấu trường sắc đẹp quốc tế đem lòng đố kỵ, chơi xấu lẫn nhau không còn là một câu chuyện quá xa lạ. Không riêng Trí Nguyễn, một số đàn anh đàn chị đi trước cũng gặp phải sự cố tương tự khi mang chuông đi đánh xứ người. Điển hình là trường hợp của Thuận Nguyễn tại cuộc thi Nam Vương Toàn cầu 2017. Vì đại diện Việt Nam là ứng cử viên nổi bật được các thành viên trong ekip cuộc thi hết lòng yêu mến nên loạt đối thủ ghen tị ra mặt. Bị ghét dù không làm gì sai, Thuận Nguyễn hạn chế tiếp xúc với các thí sinh để tránh xảy ra sự cố tranh chấp xô xát lẫn nhau. Nhưng khi cuộc thi đến, giai đoạn nước rút, sự đố kỵ của các đại diện nước khác dành cho anh ngày một dâng cao. Đến đêm thi chung kết, Thuận Nguyễn vẫn chưa thoát khỏi những kiếp nạn do bạn thi tạo ra. Theo đó, chiếc áo sơ mi và bộ vest mà anh chọn để trình diễn đã bị một thí sinh nước khác té nước đến ướt nhẹp. Mặc dù bị bạn thi chơi xấu, song đại diện Việt Nam luôn nhường nhịn cư xử văn minh và tập trung thi đấu hết mình để mang về thành tích cho nước nhà. Người đẹp Trúc Diễm cũng gặp phải sự cố giờ khóc giờ cười khi chinh chiến tại Hoa hậu quốc tế 2011. Theo đó, người bạn cùng phòng đến từ Thái Lan cố tình chiếm dụng nhà vệ sinh và chôn chân trong đó nhiều giờ, khiến cô không thể vào chuẩn bị make up và đồ đạc ngay trước thềm chung kết. Bị bạn chơi xấu, đại diện Việt Nam chỉ biết bưng mặt khóc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy bấm đăng ký để theo dõi mỗi ngày. Chúng tôi sẽ cung cấp những câu chuyện hay hấp dẫn ly kỳ đến quý vị. Quý vị nhớ đón xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.